Tình hình sức khỏe của diễn viên Lê Phương hậu phẫu thuật tim. Lê Phương chia sẻ cô mới phát hiện bản thân mắc bệnh chỉ trong vài tháng vừa qua. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh tại bệnh viện. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho người đẹp vì trong thời gian qua cô liên tục bận rộn với lịch trình dày đặc. Trước sự quan tâm của công chúng, mới đây cô đã quyết định nói rõ về tình trạng hiện tại với thanh niên. Nữ diễn viên chia sẻ hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định và đang nằm theo dõi, khoảng 1-2 ngày nữa, nếu sức khỏe tốt thì tôi được xuất viện, còn bây giờ, tôi chỉ được nằm yên một chỗ thôi. Trên trang cá nhân, cô cho biết thêm, Phương đã ổn định, nghỉ ngơi thời gian sẽ hồi phục. Cảm ơn những yêu thương của mọi người, trân trọng. Lê Phương cho biết trường hợp của cô là tim bẩm sinh nhưng không phát hiện ra. Người đẹp mới phát hiện tầm vài tháng gần đây và do vướng một số công việc nên cô đã cố gắng xử lý để phẫu thuật luôn, tôi bị thông liên thất. Theo bác sĩ nói đây là một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất và may mắn không mổ hở mà chỉ nội soi. Với phương pháp này, tôi không gặp biến chứng nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, gặp được bác sĩ giỏi, có điều kiện chữa trị và nghỉ ngơi. Hơn nữa, từ đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả đều hỏi thăm nên tôi thấy mình quá may mắn. Đồng thời, thông qua câu chuyện của cô, Lê Phương muốn nhắn nhủ tới khán giả quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, nếu có điều kiện, nên siêu âm tim ít nhất một lần. Vì tim phổi là sự sống nên hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Về lý do chia sẻ khoảnh khắc tại bệnh viện, nữ diễn viên phân trần, tôi đăng ảnh vì muốn lưu lại khoảnh khắc như mình được tái sinh lần nữa. Sau này khi tôi nhìn lại tấm ảnh đó, tôi cảm thấy mình may mắn vì có mẹ bên cạnh. Suốt một tháng đi phim, mẹ sát cánh bên tôi và lo lắng nhiều, đến bây giờ tôi vẫn được mẹ chăm sóc. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều.